đang đứng sắp hàng để mua vé đi thuyền ra xem tượng nữ thần tự do, trong đó có mấy diễn. Vì nhỏ con quá cho nên không thấy được cái diễn. Đây có vé rồi, diễn từ từ đi ra, mỉm cười tới chí. Chiếc du thuyền rời bến cảng để đưa du khách ra xem tượng nữ thần tự do. Hành động bay từ chiếc du thuyền. Con đang từ trên chiếc du thuyền đi xuống. Hai. Đây là quan khách trên chiếc du thuyền. Đã xuống gần phân nửa rồi mà vẫn còn đông. Đi trên bờ biển để nhìn thẳng ra nữ thần tự do, tượng nữ thần tự do. À, tôi nói lộn, đang đi trên cái bờ đảo của tượng nữ thần tự do. Cái nào trước rồi.
Ba người quay ra. À. Cái đó lâu lắm á. Cái dù che nặng mặt đen quá, hạ dù xuống đất đi. Diễn có điều chỉnh cái ấy nó focus cái ấy nó. Hai mẹ con đang đứng xếp hàng để mua nước lọc mà uống. Một chai nước lọc nhỏ còn mắc hơn một chai Coca-Cola. Bên này là vậy đó, đó chỉ mua một chai nước lọc nhỏ đó thôi. Từ từ. Đó, chai nước lọc như thế đó. Bao nhiêu chai nước lọc quý vị? Bao nhiêu chai nước lọc? Đồng rưỡi. Một đô rưỡi. Tức là khoảng 16 ngàn. Đây là cái cảnh thành phố Manhattan. Nhìn từ cái nữ hoàng tự do, cái đảo của nữ hoàng tự do. Tiếng Việt gọi là Mã Nhật Tân. Mình nói em bán cho chú hiểu rồi. Nãy với mình chụp á, rồi bây giờ đang gác cái pin light. Đây là Tower ba. Mọi người đứng xếp hàng đi vô coi nữ thần tự do. Cái hàng line nơi quay đây qua đây là để đi vô ở dưới đất thôi đấy. Ba. Mình cắt tới bước chân vô. Mẹ lên kia kìa. Mẹ kìa. Quay qua đây.